Câu A nè, đề bài cho là x trừ căn 2x cộng 3 bằng bằng 0. Thì bạn chuyển vế đổi dấu giúp lợi nè, chuyển thằng này qua đây giúp lợi. Vậy mình sẽ tương đương nè, x bằng căn 2x cộng cộng 3. Được chưa? Và lại viết thằng này ra phía trước, thằng này ra phía sau để ra đúng dạng nó. Vậy là căn 2x cộng 3 bằng x. Và ở đây các bạn phải nhớ đó là dạng gì à? Căn A bằng B khi và chỉ khi B lớn hơn bằng 0 và A bằng B bình. Đây là công thức các bạn cần phải nhớ nha. Đó, vậy tương đương nè, A nè, B nè, vậy B là x và lớn hơn bằng bằng 0 và bình phương 2V, vậy là 2x cộng 3 bằng x bình. Tương đương các bạn giải bình thường, đó là x lớn hơn bằng 0. Chuyển vế đổi dấu nè, một là các bạn chuyển qua đây, hai là các bạn chuyển qua đây, tùy các bạn lại sẽ chuyển qua bên đây nha. Vậy là trừ x bình cộng 2x cộng 3 bằng bằng 0. Sau đó đây là phương trình bậc 2 đúng không ạ? Các bạn hãy bấm máy tính đi, hoặc là các bạn có thể tính delta đi, còn không thì mình bấm máy tính nè, on mod 53. Được chưa? Trừ 1 2 3 trừ 1 2 3 bằng, thì ra là trừ 1 và ra là 3. Vậy x bằng trừ 1 hoặc x bằng bằng 3. Thì lớn hơn bằng 0 thì này loại, hồi nãy nhận, vậy kết luận vậy s bằng bằng 3. Được chưa bạn Phong? Ok chưa bạn Phong ơi? Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người ơi, mọi người đẩy lực.